Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ô tô 360 của chúng tôi lại về một chiếc xe. Đây là chiếc xe thuộc dòng bán tải Ford Ranger LS bản 2.2 máy dầu không tự động một cầu đấy ạ. Và được sản xuất năm 2013, xe nhập khẩu ạ. Xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe đã chạy được 11 vạn km rồi ạ. Mặc dù đang trong cái lúc mùa dịch này, tất cả các dịch vụ đều nghỉ, cho nên chúng tôi mua chiếc xe này về là cũng không có dọn dẹp gì được cả, tại vì là tất cả các dịch vụ đang nghỉ hết cho nên là không dọn dẹp gì được, nên chiếc xe này còn đang rất là bẩn ạ. Tôi cũng quay tạm lên đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem qua về chiếc Ford Ranger 2.2 XLS 2013 này ạ. Chiếc xe này đã được chủ xe độ lên bộ la răng rất là mạnh mẽ. Đây là tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Bộ la răng rất là mạnh mẽ và dàn lốp xe thì còn đang rất là đẹp đây ạ. Chiếc xe đã chạy được 11 vạn km rồi. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi chưa dọn dẹp gì được cho nên nó rất là bẩn, nhưng tôi cũng quay tạm bên đây cho quý vị và bạn cùng xem thôi. Nếu như quý vị và bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và bạn liên hệ theo hotline của Ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn lái thử chiếc xe này thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được lái thử chiếc xe này ạ. Chiếc xe này chủ xe đã lắp thêm lên cái nắp thùng đây ạ. Nắp thùng này là nắp thùng và thanh thể thao giá nóc. Chủ xe cũng đã lắp đầy đủ lên đây rồi ạ. Quý vị và các bạn mua chiếc xe này đã có đủ nắp thùng rồi thì cũng tiết kiệm được hơn chục triệu rồi, vì lắp cái nắp thùng này cũng mất hơn chục triệu đấy ạ. Chủ xe đã độ lên cả cái phần ốp hông kia đấy ạ. Dán bảo vệ hết cả cụm đèn hậu đấy ạ. Dán chrome này là vừa trang trí vừa bảo vệ đấy. Và chủ xe cũng đã lắp thêm rất là nhiều đồ, ví dụ như là cảm biến lùi, camera lùi. Đây là camera lùi mà chủ xe đã lắp thêm đấy, hiển thị lên thêm một cái màn hình ở trên kia. Lát nữa tôi sẽ quay về cái màn hình cho quý vị và bạn cùng xem ạ, cái camera lùi đấy. Và toàn bộ về cái phần cảm biến lùi đã lắp lên cái bàn đằng sốc sau của chiếc xe này rồi đấy. Đây là cái phần ba đờ sốc trước của chiếc xe đấy. Chủ xe cũng đã lắp thêm một cặp đèn vàng, tức là đèn sương mù, giúp cho đi những cái đường xấu hoặc là đường sương mù thì nhìn nó rõ hơn đấy. Dàn đèn sương mù này, rồi dàn đèn ở trên nóc nữa, chủ xe cũng đã lắp thêm đấy. Nếu như quý vị và các bạn không thích những cái đồ lắp này về thì quý vị và các bạn có thể tháo ra. Còn đây là cái do sở thích của chủ xe thì chủ xe cũng đã lắp thêm lên rồi ạ. Toàn bộ về ốp gương, ốp tay, cắm cửa, chrome hết tất cả rồi ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của Ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và quý vị và các bạn đang xem clip này thì mời quý vị và các bạn hãy like clip, chia sẻ clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà Ô tô 360 chúng tôi update lên kênh Ô tô 360 này. Tuy chiếc xe này chúng tôi chưa dọn dẹp gì được cho nên nó rất là bẩn, nhưng mà về cái chất lượng của nó thì còn rất tốt đấy. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem để biết được cái chất lượng của nó còn rất tốt và không có lỗi lầm gì cả. Đây là cái phần nội thất của chiếc xe. Chưa dọn dẹp gì được cho nên là nó cũng rất là bẩn, nhưng mà đang cái lúc dịch bệnh như này thì tất cả các cơ sở dọn dẹp xe này đều nghỉ, kể cả những cái chỗ rửa xe họ còn nghỉ hết, cho nên là chúng tôi không rửa được và cũng không dọn dẹp gì được ạ. Chiếc xe đã chạy được 11 vạn km rồi đây. Tôi quay vào cái đồng hồ này cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Và cái đồng hồ này chúng tôi cũng không tua đâu ạ.
tất cả mọi dịch vụ đều nghỉ hết, cho nên là không làm gì được cả. Tôi mua về là tôi còn để đây, tất cả các cửa hàng anh em chúng tôi đều phải đóng cửa hết, vì nếu như bây giờ là không được phép mở cửa bán hàng, cho nên là chúng tôi cũng chỉ quay qua và đăng lên trên cái kênh này cho quý vị và các bạn cùng xem qua. Nếu như quý vị và các bạn muốn tư vấn thì quý vị và các bạn có thể gọi chúng tôi tư vấn online và gửi những hình ảnh video online cho quý vị và các bạn xem. Trong đấy quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp thì hẹn tôi sẽ ra cửa hàng mở cửa ra cho quý vị và các bạn xem chiếc xe này. Hoặc là quý vị và các bạn có thể thích chạy thử chiếc xe này thì chúng tôi cũng mở ra cho quý vị và các bạn chạy thử chiếc xe này. Tất cả chiếc xe này về nội thất này cơ bản là nó còn đang rất là mới và đẹp, nhưng mà nó hơi bẩn là do chưa dọn dẹp gì được thôi. Nếu dọn dẹp đi thì nó cũng rất là đẹp và sáng sủa đấy. Sáng sủa hơn rất là nhiều đấy. Tất cả về cái phần táp bi, táp lô còn đang rất là đẹp. Chiếc xe này sản xuất năm 2013 và màu đen. Chiếc xe này là xe nhập khẩu rồi đấy ạ. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được 11 vạn km rồi. Tôi sẽ cố gắng quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem từ ngoại thất cho đến nội thất để quý vị và các bạn thấy được chiếc xe này nó còn chất lượng như thế nào đấy ạ. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ của chiếc xe đấy ạ. Đây, mặc dù chiếc xe này nó rất là bẩn nhưng mà tất cả các thứ nó còn tốt lắm đấy ạ. Tất cả còn đẹp đấy, nếu như dọn dẹp lên thì nó còn đẹp hơn thế này rất là nhiều. Chủ xe cũng đã rất là cẩn thận, là chủ xe cũng đã bọc cái trần của xe được rồi. Bọc trần là trần ni lông. Nếu như tôi bóc cái trần ni lông người ra thì là cái trần nó rất là mới ạ. Sàn thì đã trải sàn da. Chủ xe cũng rất là cẩn thận, là trần thì bọc ni lông và sàn thì trải sàn da. Đây là chiếc màn hình mà chủ xe đã lắp thêm cái màn hình này để mục đích để hiển thị cái camera lùi đấy ạ. Tôi quay sát cho quý vị và bạn xem. Do quay vào cái màn hình nó sáng cho nên nhìn không rõ về cái camera đằng sau. Camera đằng sau nó cũng hiển thị và có vạch cảnh báo đỏ để lùi đấy. Đây là cái phần động cơ của chiếc xe đây. Đây là phần động cơ của chiếc xe đây. Tôi cũng vừa mới lau qua cái phần động cơ này đi một tí cho quý vị các bạn cùng xem, để quý vị các bạn cùng thấy được là cái máy nó còn nguyên bản như thế nào, tất cả những con ốc ở trong máy này nó còn nguyên bản ra làm sao đấy. Đây là động cơ diesel và là động cơ 2.2 lít mà Ford đã trang bị cho chiếc Ranger 2013 này đấy ạ. Động cơ rất là tiết kiệm nhiên liệu và tất cả các ốc máy móc còn nguyên, chưa có tháo ra thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị ngập nước, chưa phải tháo ra và chưa phải sửa chữa gì cả, tất cả còn nguyên hết đấy ạ. Và đây là cái phần gầm của xe đấy ạ. Tôi quay cái phần gầm của xe cho quý vị và các bạn cũng thấy là do nó bẩn thôi, chứ nếu chiếc xe này mà dọn dẹp sạch sẽ đi thì nó còn mới và đẹp lắm đấy. Lốp sơ cua cũng còn rất là mới. Do đi đường trời mưa, mấy hôm nay trời nó mưa cho nên đi là nó rất là bẩn. Nếu như quý vị và bạn quan tâm chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Bạn đang theo dõi clip này thì mời quý vị và các bạn hãy like clip và chia sẻ clip. Và quý vị và các bạn đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi cập nhật lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
luôn.